đã chạy theo đến tàn kiệt này em hành trang bước đi mặt hồ phát chiếu bóng người như cùng muốn em ơi ở lại sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng vai mây gió kêu gào em ơi xin hãy quay về ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên quên đi những ký ức đẹp quên cả luôn nơi em lớn lên nơi đây không thuộc về em nữa phải không Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay video clip về vị tướng Euron, một trong những vị tướng sát thủ solo đường tà thần cực kỳ mạnh. Và các bạn có thể vác vị tướng này bắt những mục tiêu chủ chốt tìm bạn, ví dụ như là xạ thủ, pháp sư cực kỳ đơn giản bằng chiêu cuối. Đối đầu với trận đấu ngày hôm nay, mình đối đầu sẽ là vị tướng Kingcroft, được coi là công chúa biển của League of Bay. Nhưng mà người biết với chất tướng của Euron và Kingcroft, cả hai bên đều có khả năng hồi phục máu. Nhưng mình nghĩ là thời điểm đầu game đối với chất tướng Kingcroft nó sẽ mạnh hơn, bởi khả năng hồi phục máu của nó sẽ phá hơn. Vậy nên là trang bị đầu tiên trong trận đấu này không phải là thương xuyên phá, không phải là trang bị nào khác ngoại trừ trang bị giảm hồi phục máu đến từ đao chi hồn. Mình đã soạn sẵn rồi. Uầy, bạn ấy chủ động sang cướp rừng luôn à. Tận dụng chiêu thứ hai để khả năng hồi phục máu tiếp. Và ui giật, bạn hồi phục máu, mình cũng có hồi phục máu. Và thật sự là mình lợi hơn, đó là mình mang bộc phá trong tay. Mình đủ tự tin để có thể ấn bộc phá một cái là chúng ta có một mạng chiến công đầu. Vô cùng đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà không được coi thường đối với vị tướng Kingcroft. Trong trận đấu này thì mình đang sử dụng phù hiệu đó là đấu khí. Tung chiêu hoặc là đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ tăng hiệu ứng tối đa cộng dồn 10 tầng. Và sau khi đủ 10 tầng sẽ được hồi phục máu và kèm theo là chiêu đánh của các bạn sẽ gây ra sát thương chuẩn nha. Nó sẽ rất là lợi dành cho vị tướng Euron đứng solo tay đôi với Kingcroft. Mọi người biết là solo tay đôi thì thật ra Euron thì nó cứ đứng im một chỗ nó đánh để hồi phục máu thôi. Đấy, chơi khô máu cứ lên cái đao chi hồn trước đã. Rồi những trang bị khác thì mình sẽ lên đó là giày kiên cường, thương xuyên phá, gang thịnh độ, phước cực kiếm và giáp hô mệnh. Hiện tại thì Kingcroft team bạn đó là chọn cách ôm trụ chứ không phải là ôm mình nữa rồi. Mặc dù được coi là công chúa biển nhưng bây giờ là chọn cách ôm trụ rồi. Nếu mà nó ôm trụ thì chúng ta cũng đừng dại dột gì mà băng trụ nha. Cứ tập trung farm những mục tiêu lớn. Trời ơi, solo luôn 1v1 thì ngán à. Trời, vào đây đánh luôn. Ôi, thôi, ăn được tôi. Chị ơi, 1v1 phát đấy là mình ăn được. Nhưng mà có thêm cái tơ khống chế thì mình chịu. Tính ra thì mình có thể sử dụng được chiêu cuối để có thể chạy thoát được. Nhưng vừa sau thì mình sử dụng hơi muộn một xíu, không sao cả. Tiếp tục quay trở lại với trận đấu này. Thôi bướm ơi, để cho mình solo so tài cùng với công chúa biển Kingcroft xem. Mình nghĩ là Kingcroft vẫn không lên đánh nhau đâu. Ngoại trừ Kingcroft gọi người ra đây thì mới đánh nhau được. Cách khắc chế vị tướng Euron cực kỳ đơn giản. Thật ra thì khả năng hồi phục máu lớn nhất đến từ Euron đó là kỹ năng thứ hai. Và nếu mà các bạn chỉ cần né được kỹ năng thứ hai vị tướng Euron thôi là các bạn sẽ có thể solo được dễ dàng hơn. Cứ chiêu thứ hai trúng mục tiêu vừa có thể hất tung lại có thể vừa hồi phục máu. Càng nhiều mục tiêu các bạn sẽ hồi phục càng nhiều máu. Và mình khuyên các bạn là nên để cái chiêu thứ hai nó thành cái cây đao to như này các bạn mới kích hoạt nha, thì nó sẽ gây sát thương lớn hơn. Ui, bạn máu dã man đấy. Trời ơi, mình có cả bộc phá đây. Thôi, chịu. Chơi thế là không đẹp. Đang solo lại gọi ngay cả roker thì chịu rồi.
Đối với những vị tướng sát thủ hầu hết là mình đều sợ những vị tướng khống chế cứng thôi, chứ còn Roker thì mình cũng không ngán cho lắm. Sợ Adapter nó khống chế cứng là mình chuyển thật là nhanh xuống khu vực đường tà thần, tại vì là King Cross nó định đẩy trụ, nó định lăm le với trụ này. Cái tầm này solo với King Cross cũng chẳng ngán cái gì. Mình cảnh báo cho bạn, nếu bạn không về là bạn sẽ gặp rắc rối to luôn. Ôi bật luôn, sao ta đánh nhau với mình trong trụ máu giá man luôn ạ. Chiêu 2 một cái này, ok, và lên bản số không cần bộc phá. Thật ra thì các bạn có thể lên trang bị tốc đánh cho vị tướng Euron cũng được. Ví dụ như là kiếm Fenrir. Tại vì là khi mà lên được tốc đánh cho vị tướng Euron thì nó sẽ đánh thường nhanh hơn, khoan nhiều hơn, khoan chuẩn xác hơn và trúng mục tiêu ác hơn. Sau hai đòn đánh thường mà 1, 2, 3, đấy là khoan đấy, các bạn thấy không? Nếu mà có tốc độ đánh nữa thì chắc là nó khoan ác lắm. Alistair kinh rồi. Đầu game ganh mình cái chết, bây giờ bạn ấy kinh rồi. Bây giờ trong giao tranh mình cũng chỉ có bắt Alistair được các bạn ạ. Cứ nhằm Alistair giết trước. Team bạn bây giờ chỉ còn 3 cái trụ để dựa vào đó thôi. Dựa dẫm vào, ui dồi ôi đấy. Cứ nhìn thấy mình là tơm tớm lên. Ép luôn cái trụ này anh em anh. Mỗi tội là không còn lính nữa. Bây giờ chỉ có thể là ăn đến con tà thần thôi, chứ còn team bạn ở trong trụ thủ thế này rất là khó để băng trụ được. Tà thần luôn. Đúng là hợp lý. Team mình cũng rất là hiểu ý, bây giờ chỉ có thể tà thần được thôi. Những cái lúc mà các bạn cảm thấy khó khăn để trụ thì các bạn có thể kêu gọi đồng đội ăn tà thần nha. Như là cái trận đấu hiện tại như thế này,
là team mình không thể nào xâm phạm được ba cái trụ team bạn, chỉ có con tà thần mới có thể khắc phục điều đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ đáo luôn trang bị đó là phức hợp kiếm nha. Sau phức hợp kiếm sẽ là giáp không vậy? Tiếp tục chúng ta sẽ lên thăm hỏi ông bạn cùng đường từ thuở thơ ấu solo đường tà thần với mình. Trời ơi, lại một lần nữa King God băng trụ, lấy thân mình chém trụ chứ không chém mình. Và bạn ấy tiếp tục lên bảng. Không hiểu tại sao đổi một mạng lấy một trụ mà vẫn có thể đầu tư được. Đánh kiểu vậy, đổi một mạng với một trụ như vậy là rất là phế luôn. Nếu mà đấy là một cái trụ dẫn tới đường lính sâu cấp thì đổi thì cũng được. Nhưng mà đây là chỉ là cái trụ rất là bình thường thôi. Chưa có chiêu cuối thế là mình chưa thể mở giao tranh được. Bây giờ cứ phải nhường mở giao tranh cho ba Doom. Sắp có chiêu cuối rồi. Trời ơi, team mình không combat đường giữa mà đi đuổi lung ta lung tung kìa. Cái trụ đường giữa nó còn xíu máu thôi. Khó chịu thật sự là có Alice rất là khó để có thể bắt nổi. Có Alice thật sự là không dám băng trụ luôn. Chất tướng Alice là chất tướng thủ trụ rất là ghê. Ok, chúng ta đã có một đường lính siêu cấp. Nhưng mà thôi, không chơi sâu nha. Chơi sâu là không rút được ra. Bây giờ chúng ta sẽ chơi vừa thôi. Bằng cách đó là lấy hai đường lính siêu cấp chơi cho chắc. Chơi kiểu này là chắc đấy, kích hoạt chiêu cuối từ xa. Alistair là mục tiêu của mình. Ui giời ơi Alistair ơi, bạn ganh mình á. Này thì ganh này. Em lại sợ mấy anh chị quá cơ. Ui thôi, ê cứu. Thôi. Chắc phù hiệu trận đấu ngày hôm nay mình không sử dụng có cái liềm tử thần, không có các bạn ạ. Ôi trời, hổ báo quá, ăn một là đổi một thế này là không được. Ok, trang bị cuối cùng sẽ là giáp hộ mệnh. Dù sao thì team mình cũng lấy được hai đường lính siêu cấp rồi. Bây giờ chỉ cần lên combat phát nữa thôi, nhưng mà Roker mạnh mẽ quá. Càng đánh về late game thì Roker team bạn càng yếu nha, thế nên cũng không phải lo lắng làm gì. Cứ kích hoạt chiêu cuối để chúng ta áp sát mục tiêu. Alistair là mục tiêu quan trọng nhất và bạn ấy, ôi không chết được, trời ơi. Dù sao thì mình cũng sơi tái được luôn, double kill. Chạy đâu con sâu. Trời ơi chạy đâu con sâu. Đợi chưa một đã, tôi chưa chắc thôi. Lên bảng nốt để bạn triple kill. Và hiện tại thì mình lại gặp cái ông bạn già, đó là công chúa biển King Cross. King Cross là mục tiêu cuối cùng. Và bạn ấy đây rồi, ta đánh nhau cái bên. Có cả Karignac tới hỗ trợ và quét sạch, bảo vệ cái con lính này nha. Kết thúc luôn trận đấu này. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng dành thời gian quý giá để xem video clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình xin một like. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodolive vào những buổi tối để có thể kéo rank Kim 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodolive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream. Cảm ơn các bạn rất nhiều.